Good afternoon, teacher. Yes, good afternoon, my dear. How is it going on? How is it going on? How are you today? What? I'm fine. How are you today? Today I am very happy because it is rainy day. Rainy day. Do you know rainy? Rainy. Yes. Okay. So do you know sunny? Yes. Okay. Now, what about homework? What do you think about homework? If this is your difficult or so many homework, what do you think? Now, so okay, my neighbor go and chat. Okay, is it easy? My homework, your homework, easy? Easy? Is this easy? Oh my god, it's not that. Trời ơi, chúng ta là bài tập. Ok. Nào bây giờ cô sẽ chữa cái phần đầu tiên nhé. Thế là bài tập về nhà là khó, khó hay là không làm được? Hà cũng bảo là tạm. Mà dễ thì con cũng bảo là tạm. Rốt cuộc là quay đi quẩn lại bài tập vẫn là tạm đúng không? Rồi ok. Thế bây giờ chúng ta phải có một mức độ. Một là chúng ta nói dễ, hai là chúng ta nói là khó thế, để cô cho ít đi. Được không? Ok, thế hay là bây giờ tạm tạm chắc là cô sẽ cho nhiều hơn một tí đấy ạ, tin nhỉ? Right, ok. Now, what about number one? Can you help me to read? Number one? I play the same piano as Tida. Ok, yes. Okay, first, correct. The second. I play the same football as you. Are you sure? Where? No, we have chat up to. Do you have here? So what should we write here? Do. Okay, do. Now, number three. I cook the same dish as Sida. Okay. Vẫn còn thiếu của cô nhé. Vẫn còn thiếu. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần bài tập về gì nhỏ. Bài tập về past tense, past simple tense, quá khứ đơn ha. Chúng ta sẽ trở lại phần bài tập về quá khứ đơn. Nào, let's see. Nào, bài tập về quá khứ đơn. Ok, nào. Câu thứ nhất nào. Nào, câu thứ 1 thì lần trước chúng ta làm rồi. Cô chỉ nói để Hà viết lại Hà nhớ thôi. Là number 1 là chúng ta sẽ có đáp án là gì? Words. Nào, đọc cho cô words. Số ít mà. Words. Đúng rồi, number 2. Đọc cả câu nha. Did they meet you yesterday? Yesterday. No. Nào, yesterday. 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 Okay. Okay. Dưới của number 2 nào. No, they didn't. We met. What? Okay. Okay. We met him. We met last Sunday. Okay. Number 3. Lan had a happy party last week. Last week.
Okay, number four. Last night he didn't want to be. He related chat with his friends. His friends. His friends. His friends. Friends. Mm. Okay. Last night. Last night. Last night. Okay. Blade. Okay. Now number five. When last summer? Chúng ta đọc câu này là gì? Lần trước cô hỏi Hà đi chơi à? What's about your vacation? But vacation is mean? Kỳ gì? Vacation. Kỳ gì nhỉ? Mùa hè này có kỳ gì? Kỳ nghỉ đúng không? Cô tưởng kỳ ngủ. Ok, kỳ nghỉ ha. Vacation. Ok, now. Ok, what about this? I visited Nala. Okay, number six. He bought a new bag 3 days ago. Now, can you spell it for me? Can you spell number six for me? B. B. O. O. U. U. G. G. H. H. G. G. Okay. Number seven. Em chưa làm được. Okay. So we see it. Number 8. Was it? Chúng ta đọc là gì? Đúng rồi đấy, nhưng mà chúng ta đọc là gì? Wasn't. Okay. Wasn't. Được chưa nhỉ? Okay. Number 9. Chưa làm được. Okay. Number 10. What did they do? Đọc hết cả câu cho cô đi. What's a cartoon on TV? Okay. Can you spell watch it? Watch it. What is? Okay, nào con đọc nào. Can spell nào. What? Watch. Watch. What? Okay, now number 11. Cũng chưa làm được. Okay. Ghế thứ hai của number 11 nào. Chưa. Okay, number 12. Didn't meet. Yeah. Number, okay. Number 11. Number 13. Yeah. Were he... Vì sao em không biết đọc thế nào? Làm được rồi, okay. Chưa đọc, không biết đọc. Okay. Rồi, mình tính chúng ta sẽ xong ha. Nào, chúng ta sẽ nhìn lại một chút. Câu 14. Ok, cô đang di chuyển đấy. Nào, number... Không biết. Ok.
Number 13. Là chúng ta sẽ đọc lại nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ngược lại lên number mấy nhỉ? Number 8 đúng không? Number 8 nào mới chưa nhỉ? Number 7 nào chưa? Chưa đúng không? Đó, bây giờ nhá, bây giờ câu hỏi này, bây giờ chúng ta biết là đây là thì quá khứ đúng không? Thì quá khứ đơn hết đúng không? Right? Hà có quyền, Hà có quyền động từ bất quy tắc không? Có. Đúng rồi, thì con tìm trong đấy cho cô cái từ sinh. Từ sinh, chúng ta sẽ có quá khứ của từ sinh là từ sang. Đó, trong đấy nó có hết. Sinh là sang, dance, dance thì chúng ta sẽ thêm ed. Được chưa? Tức là dance, thêm ed thôi, bởi vì nó có e thôi, chứ mình chỉ thêm chữ d thôi. Ok, cô biết nha. Number 7 đúng không? Theo kia hình như em làm được là. Ok, good job. Là dọ. No, không được nói thế. Trời ơi, chúng ta phải đánh vần tiếng Anh chứ. Nào, số 7 đúng không? Rồi chúng ta, cô sẽ viết cho nhá. Sang này, sau đến là gì? Dance, đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo nào, can you spell? Spell English nhá. Chị. L. L. D. Ok, it is. Good job. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số bao nhiêu hả? Câu số 10. Câu số 10. À, câu số mấy? 9 ạ. Câu số 9 đúng không? Nào, câu số 9 nào? Nào, quá khứ của it. Tất cả đây đều là quá khứ hết. Vì vậy, nhiệm vụ của mình chỉ là tìm cái động từ quá khứ. À, how do you spell? A-T-E. A-T-E. A-T-V. Chữ E của cô phải là đang đọc hai chữ đầu là tiếng Anh rồi. Chữ thứ ba có lại đọc tiếng Việt là thế nào? A-T-E. Nào, ok. A-T-E. A-T-E. Ok, đọc là H. Ok, repeat after me. H. H. Ok, nào. What about? Nào, tiếp theo. Tiếp theo của câu số 9 nào. Dream thành. Dream thành gì? Quá khứ của dream thà là gì? Drink. Cái gì? Drink. Drink. How do you spell it? Như là không đúng. Con just spell đi nào. D đi. Con spell cho cô. R. R. Ok. A. Đó. A. N. N. A. Oh my god. Nhảy một phát của cô sang cột 3 luôn. Trời ơi, cái này nó là drunk nha. Chúng ta chỉ có U thôi. The drunk đấy là cột bước cột 2 của cô. Còn đây mới là quá khứ nha. Mình sẽ nhầm. Cô biết là sẽ nhầm. Ok. Vì vậy phải nhớ cho cô. Bây giờ Hà chữa cho cô. À, chưa chữa xong đúng không? Đây là câu số 10 nào. Câu số 10 chúng ta làm chưa? Làm rồi. Làm rồi đúng không? À, câu số 11 nào. Were. À, worse. Ok, câu số 11. Worse. Hay là were? Worse. Worse. Ok, worse. Worse. Where's brother? In the garden yesterday. Yes, he. Yes, he. Cái gì? Ôi, cái chữ B trong ngoặc có cần phải phải không? Oh, nào, chữ B đấy chính là động từ to be. Và động từ to be đấy chính là chúng ta đã chia rồi. Chúng ta đã chia đấy là words rồi, đúng không? Chúng ta đã chia rồi mà. À, cô hiểu rồi. Ý Hà là có cần chia cái động từ to be này mà trước, tức là phải hai chữ đúng không? À, ok rồi, cô hiểu ý con. Tuy nhiên nhá, Hà nhìn cho cô này, tất cả các động từ trong ngoặc chúng ta đang chia mà, nên đây là chúng ta chia động từ to be của cái này và nó là câu hỏi. Nó là câu hỏi nữa. Nên là thằng này nó sẽ đảo lên trước. Ok, cô sẽ giải thích thêm này. Động từ to be trong quá khứ chúng ta chuyển sang thì một là was, hai là were. Nhưng mà your brother là một người. Vì vậy chúng ta sẽ phải sử dụng was là dành cho số gì?
Thủy. Thủy. Ok, nào tập trung học cho cô không được mất ngủ nhá. Rồi, was đúng không? Ok, tiếp theo này chúng ta có phần yeah, thank you. Tiếp theo chúng ta phải có cái phần là như này. Was. Nào đoạn từ to be chúng ta chia thì chắc chắn nó sẽ là was, bởi vì là câu hỏi chúng ta sẽ phải đảo cái động từ to be lên đằng trước. Vậy thôi. Ok, nào. Bây giờ đọc cho cô cả câu 11 nè. Mình có đáp án thôi, đọc cả cho cô câu hỏi của 11 nè. Were your brother in the garden yesterday? Ok, câu trả lời là yes he was. Ok, yeah, he was. Đúng rồi. Vậy thôi. Nào, câu số 12. Câu số 12 rồi. Ok, câu số 12 mình đọc là gì nhỉ? Cô quên mất rồi. Anh vâng cậu. Didn't miss. Ok, câu số 13 ha. Were he were. À, ok. Bây giờ chúng ta sẽ, cô có nhắc là khi mà nó có động từ thường ấy thì chúng ta phải có cái gì nhỉ? Trợ gì? Trợ gì? Trợ động từ. Nào, bây giờ Hà nói cho cô nào. Cái white. Nào câu số 13 đúng không? Cái white này chính là động từ thường đúng không? Đó, ok. Vậy bây giờ động từ thường M lại ở trong thì quá khứ đơn. Vậy cho cô hỏi là trợ động từ trong quá khứ đơn là từ gì? Quá khứ của từ do và từ does là từ gì? Rosa. What? Đổi chữ E thành chữ O. I chữ O. À ok, nhưng đây là câu hỏi. Đúng, con biết đúng, nhưng đây là câu hỏi cơ. Câu hỏi yes no question nhá. Trợ động từ. Ok, cô sẽ gợi ý nhá. Nó sẽ có trợ động từ nằm ở phía trước và về sau động từ sẽ giữ nguyên. Nào, cho câu hỏi này. Do. Do và does chuyển sang quá khứ sẽ thành gì? Trợ động từ nhá. Chuyển sang quá khứ sẽ là gì? You know did. Con biết did không? Did. Hello. Hello Hà. Ok, đứng hình rồi. Hello. Con nhìn thấy cô không? Can you see me? Hello. Nói. Cô không nghe thấy chưa rồi. Hello. Hello. Ôi. Ôi. Cô không nhìn thấy. Ừ nhưng mà cô nhìn thấy mặt con đơ lắm. Mặt con rất là đơ. Mặt con rất là đơ luôn ấy. Rồi ok, bây giờ mình quay lại nhá. Bây giờ có nghe thấy cô nói đúng không? Thấy hình ảnh hình. Ok, bây giờ nhìn thấy cô chưa? Nhìn thấy cô chưa? Ok, rồi chúng ta tiếp tục này. Nào, did của chúng ta là trợ động từ thay cho do, does trong từ quá khứ đơn. Ok, bởi vì nó là quá khứ nên mình sẽ phải thay nó. Trước kia câu hỏi yes no question của chúng ta thì chúng ta sẽ nói là do, does, đấy là thì hiện tại đơn thôi. Nhưng bây giờ nó là thì quá khứ đơn nên chúng ta sẽ phải dùng did. Được chưa? Thì câu trả lời ở đây chúng ta sẽ phải là did. Đứt gì? Câu 13. Đứt gì nhỉ? Đứt. Chủ ngữ là đứt hi. Đứt điểm. Oh my god. Ok, đúng rồi. Câu trả lời là no, she didn't, đúng rồi. Nhưng câu hỏi thì phải là đứt gì? Đứt hi. Con đọc lại câu nào. Ok, đứt hi. Gì nữa?
Writer. À, có writer không? Giữ nguyên mà. Write nha. Write. Write. Giữ nguyên của cô. Nào. Yep. Ok. Nào nhá. Trong câu hỏi đúng không? Trong câu hỏi thì chúng ta phải có trợ động từ đứt. Bởi vì đây là thì gì? Thì gì? Quá khứ đơn. Ừ, thì quá khứ đơn. Ok, rồi có đứt rồi. Thì đằng sau động từ phải như thế nào đây? Giữ nguyên. Giữ nguyên, ok. Rồi bây giờ Hà viết cho cô này. À, bạn đã ăn tối nay chưa? Mình nói như nào? Bạn đã ăn chưa? Nói như nào? Hỏi, rồi đứt. Đức gì á? Bạn đã ăn chưa? Đức gì? Đức gì? You ăn. Eat. Ok, did you eat? Bạn đã ăn chưa? Đúng rồi. Bạn đã học chưa? Bạn đã làm bài tập chưa? Nào hỏi bây giờ, bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Mình nói như nào? Did you homework? Did you gì? Did you gì? Homework. Đại homework. Đấy chưa vì động từ của cô đâu. Làm bài tập về nhà. Homework là bài tập về nhà. Nhưng mà làm bài tập về nhà. Đấy chưa gì. Động từ là gì nhỉ? Đấy chưa. Đuôi. Hả? Đấy chưa đuôi nhá. Sao lại vớt đi của cô rồi? Đấy chưa. Ừ, đấy chưa đuôi. Gì nữa? Homework. Homework, ok. Thế thôi. Đấy, thế thôi. Được chưa? Ok. Đó rất là dễ, dễ thôi mà. Được chưa? Đấy chưa đuôi. Homework, được chưa? Ok. Bạn đã tập bài làm bài tập về nhà chưa? Đấy. Thế là câu hỏi của cô như thế. Ok. Là number 12, sorry, 14. 14. Get it. Hả? Get it hả? Tìm trong bảng cho cô nào quá khứ của get là gì? Ok rồi. Về nhà nhá. Ở trong phần động từ bất quy tắc cái sổ đấy là có hết. Bây giờ cô sẽ cho đáp án này. 14 là quá khứ của get là got nha. Quá khứ của get là got. Được chưa? Đó. Ok, bây giờ Hà hãy chữa lại tất cả các câu đáp án vào đi. Tất cả các câu đáp án của cô. Câu đáp án, câu số để ý nhá, để ý câu số 9, câu số để ý câu số 7, câu số 9, câu số 11. Những câu mà mình chưa làm được mình để ý hết. Finished. Oh, nhanh vậy hả? So fast. Em cách rồi, em chữa rồi thôi. Ok, chữa cách đúng không? Về nhà nhá, viết lại cho cô. À, chụp lại cho cô cái phần Hà đã chữa đáp án của cái câu từ câu 1 đến câu 14 nhá. Câu, ok. Mình sẽ chữa và mình sẽ chụp ảnh lại cho cô nha. Rồi, chúng ta sẽ sang một phần mới. Ngoài ra hôm trước thì chúng ta có một phần nữa cô chưa chữa đúng không? Từ từ để cô chữa cái phần tu đã. Okay. Phần bài tập của tu đâu nhỉ? À đây rồi. Tu và tu đúng không? Number 4 and number 5. Ok. Đến slide. Okay, so what is the date today? Today is on Monday. Today is on Monday. Okay. Now, bài tập viết cái câu bài tập cô bảo là làm nốt câu 4, câu 5. Ngoài ra còn gì nữa không nhỉ? Không.
Okay. Now, can you tell me how many new words in the last lesson? There are three new words. Okay, what are they? What are they? Những từ mới nào nhỉ? Hà đọc đi. Photography. Okay. Photography. Photography. What else? Allow. Okay. Okay. Đọc mà cô giật bắn cả mình, cô tưởng là allow nó không có trong bài này luôn á. Ok, rồi chúng ta phát âm lại một chút nha. Allow. Ok, good job. Horror films. Ok, rồi. Good. Now, so, your answers are correct. 2 and 2. Right. Ok, now chúng ta sẽ tiếp tục 2 with either, huh? Now, number one, can you help me to read and give me, can you help me to read number one and what is your answer for number one, two or either? Can you read number one? Okay. Teenagers. Teenagers. Okay. Listen to K-pop and those in Vietnam do either. What? Now, nhớ lại cho cô, khi nào dùng to, khi nào dùng either? When do we use to, when do we use either? Khi nào sử dụng to nhỉ? Tôi xinh đẹp, cô ấy cũng xinh đẹp. Tôi không xinh đẹp, cô ấy cũng không xinh đẹp. Nào, dùng để bộc lộ sự giống nhau. Sự giống nhau, nhưng mà nào bây giờ nhá, cô nói này, hai câu nhá, với từ to đúng không? Nào bây giờ cô nói là tôi xinh đẹp, cô ta cũng xinh đẹp thì sử dụng to. Được chưa? Tôi không xinh đẹp, cô ta cũng không xinh đẹp thì sử dụng gì? Either. Ok. Thế thì đâu là sự khác biệt khi chúng ta sử dụng to và khi chúng ta sử dụng either? Khẳng định và phủ định. Ok. Nào thế bây giờ Hà hiểu như nào là câu khẳng định và khi nào là câu phủ định nào? Như nào là câu phủ định cho cô? Khi nào? Phủ định là khi đã chắc chắn rồi. Hả? Phủ định là khi đã chắc chắn hả? Ok, nào, phủ định là khi câu nó có not, nhớ chưa? Nhớ chưa? Phủ định là câu có không? Ok, bây giờ cô nói là, bây giờ cô sẽ nói câu tiếng Việt xem đấy là câu khẳng định hay câu phủ định nhá. Tôi không giỏi tiếng Anh. Phủ định hay khẳng định? Khẳng định. Khẳng định hả? Tôi không giỏi tiếng Anh thì đấy là câu phủ định. Phủ định tức là nó có not, nhớ chưa? Ok, rồi bây giờ cô nói thêm một lần nữa. Bây giờ mình nói là con chó thì không thích con gà. Câu khẳng định hay phủ định? Con chó, đúng rồi, câu phủ định. Bây giờ cô nói tiếp nha. Hà thì không thích màu xanh lá cây. Phủ định. Ok. Hà thích ăn thịt gà và thịt chó. Khẳng định. Ok, good job. Vậy, number one, khẳng định hay phủ định? Có not không? Không.
khẳng định. Nào, thế có not thì là câu gì? Câu khẳng định hay câu phủ định? Phủ định. Ừ, đúng rồi. Thế câu này có not không? Đúng rồi. Thế thì nó là câu? Tù. Ừ, tù. Đúng, tù nhưng mà là câu khẳng định, câu phủ định. Khẳng định. Đúng rồi. Hôm trước làm bài tập của cô rất thuyết mà hôm nay hỏi 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 tu thì chắc là biết đấy, nhưng là hôm nay lại làm ây giờ. Ok, câu số 1 của chúng ta phải là gì nhỉ? Tu, được chưa? Khẳng định thì cứ là tu, được chưa? Cứ khẳng định, không có not. Khẳng định là câu không có not. Hà nhắc lại đi, Hà nhắc lại hai lần cho cô. Khẳng định không có not. Khẳng định không có not. Câu khẳng định không có not. Câu khẳng định không có not. Câu khẳng định không có not. Nhớ nha. Ok, sai là cô cho chép tiếng Việt đấy nhá. Ok, là number 2 nào. Either. Khẳng định hay phủ định? Phủ định. Ok. Nào, look at number 1 again. Any new word? Là chúng ta lại trở lại number 1. Any new word? Teenager. Teenager, ok. Teenager, good job. So, teenager is mean trẻ vị thành niên hoặc là thanh niên, ok? Hà, write down the new word. Trẻ vị thành niên hoặc là thanh niên. Thanh niên. Trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên. Ok, now we will repeat together. We will repeat together. Now, xong rồi chúng ta nói như nào tiếng Anh nhỉ? Finished. Ok, one more time. Finish. Okay, now chúng ta đọc nhé. We will read together. Teenagers. Teenager. 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 Okay, now number 2. Any new word number 2? In number 2, is there any new words? No. No. Okay. Yes. Now number 3. Any new word? No. Number 3. Okay. Now, can you help me to read number 3 and then translate it into Vietnamese? Read and translate. Read. I never watch horror films and my brother doesn't either. Okay. Now, translate. Tôi không thích xem phim kinh dị và anh trai của tôi cũng không thích. Okay, now never. What is the meaning of never? Thích. Thích hả? Oh. Nào, cô dạy nha, like mới là thích cơ mà. Never là không bao giờ. Okay. Hà ghi đi. Never, không bao giờ nha. Không bao giờ. I never watch horror films and my brother doesn't either. À, tôi không bao giờ xem phim kinh dị và anh trai của tôi cũng không bao giờ xem phim này. Đó, ok. Never. Ok. Nào, con đọc nào. Never. Never. Ok, write down, write down. Write. Yes. Ok, did you write down? Yes. Ok, number 4. Any new word? No. No, okay. Now, so your answer. Can you read number 4? Teacher studies. Studies. Studies music at school and Alice da Pfizer. Two. Okay. Nào, thế bao giờ chúng ta sử dụng either nào?
Không khẳng định hay câu phủ định nào? Phủ định. Ừ. Thế đây là câu khẳng định hay câu phủ định nào? Khẳng định. Ừ. Tại sao? Không có not. Ừ, đúng rồi. Now number 5. Now number 5 nào. Any new word for number 5? Number 5. Okay. Read number 5. Dương is in teacher. Interested in. Interested in. Interested in reading books and Joey too. Okay. Joey's too. Now translate now. Translate. Dịch cho cô là Dương. Từ này là gì em quên rồi. Is interested in có nghĩa là thích thú hoặc là hứng thú với việc gì đó, được chưa? Interested in, thích. Nào, chúng ta có cái công thức to be interested. Interested in cộng với cả verb in, thích làm gì đó. Đây là công thức nha. Thích làm gì đó. That's all. To be interested in doing. To be interested in verb in, thích làm gì đó. To be interested in, thích làm gì đó. Finish. Okay. Now, can you translate number 5? Translate. Con dịch cho cô number 5 nào. Dương. Dương gì? Dương thích đọc sách. Và Châu cũng vậy. Đúng rồi, and show cũng vậy đúng không? Ok, good job. Bây giờ chúng ta có bài tập như vậy. Bây giờ Hà sẽ lấy cho cô một ví dụ về câu chứa either nào. Chúng ta có quá nhiều câu với to rồi. Bây giờ con lấy cho cô một ví dụ về either nào. Chúng ta sẽ lấy ví dụ với either nào. Ví dụ nhé, tôi không ăn thịt gà và em trai tôi cũng không ăn thịt gà. I'm nervous. Is chicken and my brother doesn't eat chicken. I don't. Yeah, doesn't either. Đúng rồi. Rồi câu khác nào. Lại bảo là mẹ không thích ăn thịt gà, tôi cũng chẳng bao giờ ăn thịt gà luôn. Con nói một câu khác nào. Tiếng Anh là mình phải bịa ra nha, bịa đi. Phải nghĩ được ra một câu mình mới xong được bài. Con nghĩ cho cô một câu. The dog. À không. Bất cứ câu nào khiến Hà nhớ. Và hôm sau cô hỏi lại con vẫn nhớ.
Okay, the dog, the cat, the chicken, the duck, the bird, con nào cũng được. I I don't like I don't like cat and my sister doesn't either. Đúng rồi, vậy thôi, đơn giản chưa? Đó, thấy không? Được chưa? Đấy là bài tập về phần either và to rất đơn giản thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có cái phần này như sau, về nhà nhé. Hà sẽ làm hết cho cô cái phần này. Nào, complete the sentence below used to. Không phải đơn giản là chúng ta chỉ ghi to thôi nhá, mà chúng ta phải hoàn thành câu used to. Được chưa? Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ cho câu đầu tiên nào. She is a teacher and I và tôi cũng là I gì? Ok, cô sẽ lấy ví dụ này. She is beautiful and I am too. And I am beautiful too. Okay. Đúng không? Oh my god, sorry. And I am too, đúng không? Nào, cho câu hỏi này, con có nhìn thấy cái động từ to be ở đây không? Ok, chủ ngữ I động từ to be là gì? Em. Ừ. Và to thì chắc chắn là câu gì đây? Phải câu khẳng định hay câu chủ định? Khẳng định. Ừ, khẳng định. Ok, vậy we đi với chủ ngữ gì? We bây giờ nhìn đây, sẽ căn cứ cho cô nào. Like là động từ thường hay động từ to be? Thường. Đúng rồi. Vậy we sẽ phải gì? Có trợ động từ gì? Trợ động từ của we. Do hay does? Do. Ừ. Và thêm gì? Do. Đúng rồi. Đơn giản chưa? Vẫn còn thắc mắc đúng không? Không. Nào, thế bây giờ nhá, Hà hiểu chưa? Hiểu bài của cô chưa? Rồi. Nào, thế bây giờ nhá, cô nói lại câu thứ nhất này. Mình phải xác định động từ to be. Nào, thằng từ động từ to be là she is a teacher. Thì to be ở đây là is, đúng không? Đúng không? Đấy, ai đi với to be là gì? Em. Em, đúng rồi, I am. Và cộng với to. Được chưa? I am too. Ok. Nào câu số 2, câu số 2 con đọc cả câu cho cô. They like ice cream and we do too. Đúng rồi, ok. Được chưa? Dễ chưa? Bây giờ cô hỏi câu 4. Nào, câu 4 nào. To be là gì? Động từ to be của cô này là gì? He was late for class and I. Động từ to be là gì? Was, ok. Và bên sau đấy là and I gì? I gì? Em. Quá khứ mà. I gì? Quá khứ của em là gì? Quá khứ của em là gì nhỉ? À ok, nào bình tĩnh nhá. Nào bên này là was đúng không? Thế bây giờ chúng ta cũng phải chia từ quá khứ. Chia từ quá khứ. Con nói đây là em. Quá khứ của em là gì? Động từ to be em ấy. Quá khứ của động từ to be em là gì? Là gì đấy? Were. Đúng rồi. Was. Nhưng mà ai phải đi với gì đây? Was. Đấy chưa? Ok, nào bây giờ cô sẽ viết này. He was late for class and I was too. I was too. Tại sao nó lại was ở đây?
mà không phải là em. Tại sao? Thì gì? Quá khứ đơn. Đúng rồi, thì quá khứ đơn, chuẩn luôn, đúng không? Nào, bây giờ nhá, xong rồi đúng không? Thì quá khứ đơn cô, nào câu số 6, tiếp tục câu số 6 nào. Câu 6. They play tennis and I am to. Oh, I am hả? I am hả? Động từ đơn của cô không mà. Động từ thường của cô mà. Play. Nào, ok để cô quan tra nhá. Dạ cô chút. Nào play. Played, động từ thường cơ mà. Thì mình phải như nào nhỉ? And I đi. Trợ động từ của ai? Ở thì quá khứ. Trợ động từ của ai? I do. Ừ, chuyển sang quá khứ. Úp. Rồi, gì nữa? Do. I did. Gì? Do. Đúng rồi, con đọc cả câu cho cô. They played tennis and I did too. Xong chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Về nhà làm bài này, không biết làm đến đâu câu nào thì xem lại cái video này cô giảng. Cứ làm đi, xong rồi cô sẽ chữa, được không? Nào, thế bây giờ tiếp tục một câu nữa nhé. Mà thôi, cứ về nhà làm đi, xong rồi cô sẽ chữa nhá. Làm hết từ câu số 1 đến câu số 15 cho cô. Bài này đặt cách chép hết cả bài. Chép cả câu. Ừ, chép cả câu. Được không? Ok. Hôm nay là thứ 2 và thứ mấy chúng ta lại có tiết nhỉ? Thứ 4. Ừ, thứ 4 đúng không? Thế thì cô sẽ cho con làm bài tập này này và sẽ đưa cho Hà 5 câu chia động từ. Được không? Ok. Rồi, thì gì thì cô chưa biết, có thể là thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại tiếp diễn. Được không? Vâng. Cứ làm đi, xong cô sẽ chữa cho con. Ok. Hôm nay em không biết, em vẫn bỏ cách đấy nhá. Ôi đấy. Ừ. Hôm nay em không biết, em vẫn hỏi cách như đấy. Nhưng mà cô sẽ gợi ý nhá. Nhưng mà cố gắng làm cho cô hết nhá. Như hôm nay ấy. Ờ, ok. Rồi, có question gì cho cô không? Có câu hỏi gì cho cô không? Ừ. Thế về nhà làm bài tập nha. Làm bài tập nha. Ok. Ok, thế đã phân biệt được cô khẳng định phủ định chưa nhỉ? Rồi. Hôm sau cô hỏi này mà quên khẳng định phủ định thì cô cho chép tiếng Việt nhá. Ok, rồi. Thank you, see you next time. Bye bye. See you next time. Okay.